kính chào cả nhà. Hôm nay bên em lại về con US32 mái che. Con đợt trước đăng lên là con đã bán rồi nha cả nhà. Con này mới vừa về nữa. Phiên bản cơ toàn tập, bát kim, trợ lực lái, chạy nhanh. Con này có cục tạ đầu là nguyên pin đầy đủ luôn cả nhà. Đầy đủ luôn nha. Này trời. Đây, hai speed là dòng chạy nhanh đây, hai cầu trợ lực lái. Cơ toàn bộ. Mái che, ghế nguyên pin. Con này bốn quả lớp là bên em thay mới hết nha cả nhà. Đây lớp trước là Tyrone của Hàn Quốc này. Lớp Tyrone của Hàn Quốc là made in Korea này. Đó. 8716. Mâm bên em dặm rồi nha. Mới toanh luôn. Con này về giờ chỉ có chạy thôi, không phải lo lắng gì nữa hết đó. Đầu trước lái sướng lắm, quét lái nặng sướng lắm, nhẹ nhàng, chạy nhanh nữa, tiết lợi dầu nha cả nhà. Đây, con ngồi lái thì rất là thoải mái, dễ chịu luôn, cao ráo, nhìn thoáng, tầm nhìn thoáng nha cả nhà. Quét thì làm được mọi việc thông dụng luôn, cày kéo sới gì cũng rơm cũng vẫn như đầy đủ luôn nhá. Phía trước em vẫn còn trắng bụi, trắng bùn đất tạt lên. Đây, đây là số tới của em nói nha cả nhà. Rồi. Con này là có 3 số chạy. Ghế em rin. Tiếng người đồng tắc trên vô lăng luôn nha. Con này chạy được 900 giờ nha cả nhà. Tốc độ nó chạy nhanh mới mẻ luôn. Tiếng lùi đồng tốc trên vô lăng. Đây, ba số chạy đó. Ben nha. Đây, ghế nguyên rin ốc vít cho cả nhà. Tay toàn. Này bên em để rin anh chui dập nên là nhìn mấy chỗ này nó bị cháy cháy một tí nha cả nhà. Nhà nhìn nè. Cái chỗ này nó hơi cháy. Đây hợp đồng đồ nghề bù lon ốc vít nha. Ué chạy sướng luôn, nhà cứ an tâm, lo lắng gì hết. Lớp sau nữa. Lớp sau là 11.228 luôn nha cả nhà. Đó, Tyrone Hàn Quốc luôn. Coi như xe này bên em thay 4 quả lớp của Tyrone Hàn Quốc mới quanh xà banh luôn nha. Đó, mọi người chưa an tâm chạy thôi, không phải lo lắng gì nữa. Con này là nó có ben nghiêng luôn nha. Ben nghiêng theo xe luôn nha cả nhà. Đây, cái đùi sau đây. Bên em rửa nước nó còn ướt.
thì con này hơi dày. Kỳ á. Lấy chụp dính con kia con quét á. Bên dâu của S này thì đổ thoải mái nha cả nhà. Này cái đùi sau đẹp cũng tư luôn. Cái chỗ này cho em đó nè. Động cơ ba máy. Nhìn cả nhà, vàng ống luôn ha. Văn ma. Em thấy chị văn ma. Mình cứ cục xăng gừ luôn. Mua e mà nó còn đẹp lắm nha cả nhà, mới tanh luôn. Em mà nói là cả nhà. À 32 ngựa này. Tổng cơ 3T N 88. Tổng tua từ 2007 đến 2009. Máy là 1642 lít. Hả? Bestkin nha. Đó, động cơ 3 máy Bestkin. Đây, boe của nó đây. Chốt bụng đây, vàng 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 bảy màu luôn. Nó còn dơ nha, dơ sạch. Bô lửa đây nha. Bên em là US bán là gọi như là cuộc sống tân quốc luôn nha cả nhà, là chủ đạo luôn á. Bên em còn rất là nhiều các dòng xe đầy đủ luôn cả nhà, cứ tham khảo. Ai cần phụ em nào thì hãy liên hệ nha, em sở hữu cho mình con xe ưng ý. Con này đề phát nổ luôn cả nhà. Thank you.
32 mái che. Cơ toàn bộ luôn nha cả nhà, trợ lực lái Beskin. Rồi mới cập bến tại cửa hàng. Cả nhà ai cần sở hữu em nó thì nhấc máy liên hệ với em nha. Số điện thoại em đã ghi vào màn hình video. Mọi người xem kênh là ai chưa đăng ký thì cho em gái nút đăng ký cùng nút like nha. Kính chúc cả nhà một ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Rồi, kính chào.